Thưa quý vị, để có được bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, cái giá phải trả là vô cùng lớn lao. Đó là xương máu của biết bao đồng bào chiến sĩ và không thể không kể đến sự đóng góp hy sinh thầm lặng của biết bao người vợ, người mẹ. Do đó, ngay sau khi đất nước được độc lập thống nhất, song song với nhiệm vụ xây dựng và phát triển, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến các mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong tỉnh cũng tích cực tham gia công tác phụng dưỡng các mẹ, và có đó không chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà còn là tình cảm nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các mẹ. Mẹ Nguyễn Thị Đồng ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ khi được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, đến nay mẹ Đồng đã hai lần được tặng nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, mẹ Đồng cũng được hỗ trợ về đất ở và miễn giảm tiền sử dụng đất, chăm sóc y tế. Các dịp lễ Tết, mẹ đều được các cơ quan đơn vị đến thăm hỏi tặng quà. Hiện nay, người con trai của mẹ cũng được hưởng tiền phụ cấp dành cho người chăm sóc mẹ Việt Nam Anh Hùng với số tiền 1 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Hôm nay á, là cũng nhờ đảng nhà nước là cho được căn nhà của má là 100 triệu. Căn nhà hiện tại giờ má đang ở đây nè, thì nó vững chắc hơn. Thì mình cũng thay mặt gia đình cảm ơn đảng, nhà nước và các cấp đã quan tâm gia đình. Đến nay, 100% mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn tỉnh đều được sống trong những căn nhà khang trang, kiên cố. Ngoài chăm lo về vật chất đầy đủ, kịp thời hàng tháng hay các dịp lễ Tết, việc chăm sóc sức khỏe các mẹ cũng được các cấp, các ngành và địa phương đặc biệt quan tâm. Ngoài chế độ bảo hiểm y tế, theo quy định của tỉnh, đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện, các trung tâm y tế địa phương còn thường xuyên đến tận nhà thăm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các mẹ. Cùng đồng hành với bệnh viện Bà Rịa là hội. Bác sĩ rồi mấy cô, mấy cậu tới đây thăm tôi thì tôi cũng thấy vui lắm, chứ mừng. Mình rằng là cái món quà nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái tình nghĩa. Các đoàn thể thì lễ Tết đồ để đến thăm đầy đủ, chăm sóc bà già đầy đủ, thì gia đình cũng cảm thấy rất biết ơn các đoàn, nhớ đến công lao của mấy anh đã hy sinh, rồi bây giờ là còn lại bà mẹ già. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhất là chăm sóc phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 1.000 mẹ vinh dự được nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 29 mẹ còn sống. 100% mẹ đều được các doanh nghiệp nhận phụng dưỡng và được các tổ chức đoàn thể chăm sóc. Với chủ trương của công ty Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, thì cũng là nghĩa cử và cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp trên địa bàn thì cùng chung tay với chính quyền địa phương để nó đền ơn đáp nghĩa, chăm lo sức khỏe cho các mẹ. Thì chúng tôi cho rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa và chúng tôi sẽ duy trì phát huy trong những thời gian tới. Nhờ có các anh, sự hy sinh của các anh mà chúng tôi có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Thì bây giờ mấy anh không còn nữa thì mẹ của các anh là cái mẹ Việt Nam anh hùng thì vẫn còn. Thì hàng năm không phải là hàng năm mình mới nhớ đến những điều đó, mà trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng phải nhớ đến những công lao mà các anh đã làm cho mình. Đối với việc mà chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng đó, thì ngoài những cái chính sách của Trung ương quy định ra, thì Bà Rịa Vũng Tàu mình cũng đã thực hiện thêm những chính sách khác, đó là 100% các mẹ đều được các cá nhân hoặc là những mạnh thường quân hay là các doanh nghiệp đỡ đầu hàng tháng. Và đối với những mẹ mà neo đơn không có người chăm sóc thì cũng đã chi cái tiền để thuê mướn người để chăm sóc các mẹ, và các ban ngành đoàn thể đều phân công ở địa phương, đều phân công người đến chăm sóc để chăm sóc cũng như là thăm hỏi động viên các mẹ. Sự quan tâm của các cấp các ngành đã phần nào làm vơi bớt những mất mát đau thương, góp phần động viên các mẹ sống vui sống khỏe, qua đó thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.